Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm găng tay và tất chống nắng dài. Mình cũng đã chuẩn bị mua vải sẵn rồi, nhưng mà cái vải mình mua ấy thì nó lại là vải không co giãn, đâm ra là mình không thể may ngay được. Đợt này thì mình có mua của một cái shop khác, thì người ta có bán cái vải co giãn này, màu da này. Mình rất thích cái màu da này vì màu da này khi may lên găng tay hay tất chống nắng ấy thì nó hấp thu nhiệt kém, nó sẽ không bị nóng như là những cái màu sẫm như là màu đen hoặc là màu nâu. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ làm găng tay chống nắng dài. Thì ở đây mình cũng đã vẽ cái bàn tay và cái chiều dài của cái cánh tay của mình. Ngoài ra thì mình sẽ đo thêm cái chu vi của cái cổ tay, chu vi cổ tay nhé, và chu vi của cái phần bắp tay. Khi bạn muốn nó dài, găng tay dài đến đâu thì bạn sẽ đo thêm cái chu vi của cái phần tay đến đó. Thì ở đây mình đã đo là cái chu vi của cái cổ tay mình là 14, chu vi là 14 này. Thì các bạn cộng thêm với khoảng 1 hoặc 2 cm cái phần viền thì sẽ được có là 15 hoặc là 16 cm. Xong các bạn chia đôi ra thì sẽ được khoảng 7 hay 8. Đây, khoảng cách từ cái mép này này đến đây là 7 hoặc 8 cm. Sau đó thì mình đo lên phần cánh tay. Cánh tay của mình là 25, thì mình cộng thêm với 1 cm nữa là 26. 26 chia đôi sẽ là 13. Thì phần đến đây là 13. Từ cái mép viền này mình vẽ thêm vào đây là 13 cm. Mình đã cắt xong hai nửa của một chiếc găng tay dựa trên cái miếng bìa mẫu này. Và mình còn cắt vải dài thêm sau miếng bìa mẫu này một đoạn khoảng 5 đến 7 cm, để mà khi đeo vào ấy thì nó sẽ lên được trên cái phần bắp tay này. Cắt xong vải thì bây giờ mình sẽ chập đôi hai nửa của chiếc găng tay và khâu lại. Mình cũng chỉ khâu lên xuống đơn giản thôi. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc găng tay. Xong phần làm găng tay thì bây giờ sẽ làm phần tất chân dài. Thì nếu bạn nào muốn chi tiết hơn ấy, thì có thể có miếng bìa to hơn để vẽ được cái phần cẳng chân. Mình thấy thì làm chỉ cần cái miếng bìa hình bàn chân này. Sau đó thì các bạn cũng đo chu vi của cái cổ chân và chu vi của cái phần bắp chân hấp lên cái cẳng chân nữa, muốn nó dài hơn. Ở đây thì mình chỉ làm từ bàn chân đến phần hết đầu gối thôi. Thì mình cũng đánh dấu ở trên vải. Mình thì cũng không phải là thợ may hay là học may chuyên nghiệp đâu. Mình chỉ làm những cái này gọi như là sở thích thôi. Thì mình không có cái bút vẽ của một thợ may. Mình dùng cái bút bút dạ nước bình thường. Cắt xong cái miếng vải rồi nhé. Đây là chiều dài từ gót chân đến phần hết đầu gối thôi. Khâu xong găng tay và tất chân rồi. Bây giờ mình sẽ test thử sản phẩm để cho các bạn nhìn nhé.